Dân tình xót xa. Kể về thầy Minh Tuệ. Chiếc áo không làm nên thầy tu. Thời gian vừa qua, cư dân mạng cả nước vô cùng xôn xao với hàng loạt vụ việc liên quan đến những tu sĩ Phật giáo. Những biểu hiện rõ ràng không cần phải điều tra về tình trạng có một số tổ chức cá nhân lợi dụng mô hình, phương thức hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, cũng như là những kẽ hở của luật pháp trong công tác giám sát, quản lý tổ chức, hội nhóm để trục lợi, thực hiện mưu đồ cá nhân, cũng như làm nhiều mục đích khác. Trên mạng ngày nay, cứ thỉnh thoảng lại rộ lên một việc có một vị tu sĩ nào đó phạm phải giới. Người thì rước xá lợi tóc Phật, người thì giảng giải nhân quả cứ như là hù dọa cả nước. Người thì lại kêu gọi bày cách để được cúng dường và khuyên góp nhiều từ Phật tử. Và dân tình cứ thế nhảy vào chửi bới, trách móc. Rồi có người lại than ngắn than dài về vận mệnh của đất nước. Nhưng mà ta phải nhớ, chiếc áo không làm nên thầy tu. Dân tình mới đây dấy lên về một thầy chùa đi bộ từ Nha Trang lên phía Bắc ra đến Hà Nội, đi hết 1,5 tháng. Hành trang của thầy là một cái miệng luôn cười, là một đôi chân trần mòn sạm. Thầy có một cái bình bát chế từ lõi của nồi cơm điện, kim chỉ và mấy miếng vải nhặt được khi đi nghỉ đắp thêm vào y phục của mình. Mỗi ngày thầy ăn một bữa cơm chay do người dân biếu tặng. Thầy không nhận tiền và cũng không lấy hơn nhiều hột suất ăn mỗi ngày. Tối thì thầy ngủ ở nghĩa địa hoặc là những căn nhà bỏ hoang. Cái áo của thầy đủ dày để không bị lạnh. Thầy có pháp danh Thích Minh Tuệ. Trước đây là một cán bộ địa chính. Bởi vì một lẽ duyên nào đó, thầy xuất gia năm 36 tuổi. Bây giờ 42 tuổi rồi. Thầy phát nguyện đi bộ không dùng tiền để hiểu đời, hiểu mình, để cho mình trần trụi trước sân si, thực hành thoát khổ, muốn ra khỏi luân hồi. Lâu rồi mới có duyên gặp một vị thầy chùa mà nhiều người muốn quỳ xuống đảnh lễ thầy như vậy. Nhưng mà có lẽ cái uy nghi của thầy là xuất phát lên sự sự nghiêm túc, sự thực hành giới luật. Thầy không còn kết nối với những quan hệ, với những quyền lực hay là tiền bạc nữa. Giữ được điều này quả thực vô cùng khó. Khi mà phần lớn Phật tử ngày nay đều nể phục các sư sở hữu chùa to, có ô tô hay là đồng hồ đẹp. Dân gian ta vẫn có câu, chiếc áo không làm nên thầy tu. Đó chính là lời nhắc nhở chúng ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đừng có vội đánh giá người khác thông qua hình thức bên ngoài. Xã hội ngày nay có nhiều người rất thích xem trọng về bề ngoài, xem chúng là một công cụ để đánh giá một người. Thế nhưng nếu như bạn là người biết nhìn xa trông rộng, biết suy tính kỹ càng, thì hãy đánh giá con người về phẩm chất thay vì đánh giá bên ngoài, bởi vì cái điều mà bạn nhìn thấy chưa chắc đã đúng về con người của họ. Đôi khi đằng sau cái sự rách rưới, hôi hám, tồi tàn kia lại ẩn chứa một tâm hồn cao quý, đẹp đẽ. Có thể trong xã hội ngày nay có một số người vẫn còn mang ngoại hình chùa to, tượng lớn ra để phán xét, để nhận định về một tu sĩ nào đó. Thế nhưng nếu chỉ dựa vào hình dáng bên ngoài để mà phán xét một người khác một cách dễ dàng như thế thì đó là một điều không thỏa đáng. Khi một người khoác trên mình chiếc áo của tu sĩ, chưa chắc gì họ đã là người của tôn giáo đó. Chỉ cần ra chợ mua vài sớp vải, ra tiệm may mặc là xong. Thậm chí chả cần ra chợ, chỉ cần ghé một cửa hàng bán pháp phục, chọn cho mình một bộ vừa vặn mặc vào người, tỉa tém lại cái mái tóc hoặc là cạo đầu là có ngay một hình tướng của một người tu rồi. Nhưng mà như vậy đã là người tu chưa? Nếu mà chỉ nhìn một người như vậy mà đánh giá đây là một tu sĩ và lên án khi họ làm điều gì không phải thì mình quả thật sai lầm quá.
Tôi với hình tướng như tấm ảnh này có khác gì người tu đâu. Nếu muốn làm nhơ danh một tổ chức hay là một tôn giáo, chỉ cần 10 phút thôi, có ngay bộ dạng như thế này ngay. Khi đó, cố tình làm trò để cho thiên hạ vào mạt sát. Thế là mục đích của tôi thành công rồi. Sẽ có hàng trăm hàng ngàn người nguyên rủa, chán ghét, xa rời tổ chức ấy. Sẽ có hàng vạn người dễ dàng mất lòng tin, ngoảnh mặt quay lưng, cho dù tôn giáo đó từng mang đến cho họ bao nhiêu đạo lý tốt đẹp trong đời. Có những người đi chùa bao nhiêu năm, với lòng tha thiết tôn kính, học hành bao nhiêu thứ tốt đẹp, bỗng một ngày chứng kiến hay là nghe kể về một vị thầy nào đó tha hóa, thế là mất lòng tin, giận, không đi chùa, không làm việc thiện nữa. Một người mà khoác lên mình bộ áo nâu giản dị, chưa chắc đã là một thầy tu chính hiệu đâu. Bởi vì xã hội ngày nay muốn mặc gì mà chẳng được. Chỉ cần bạn thích á, ra chợ, chọn một sớ vải, đi tiệm may, có ngay một chiếc manh áo nâu sồng. Thêm vào đó, chỉ cần cạo đầu gọn gàng, có ngay hình tướng của một người tu. Ý nghĩa sâu xa hơn của thành ngữ chiếc áo không làm nên thầy tu chính là đừng có vội vàng phán xét bất kỳ ai khi mà chỉ nhìn qua bên ngoài của người đó. Vì chỉ khi tiếp xúc, làm việc, bạn mới có thể hiểu được đối phương là người thế nào. Lúc đó đánh giá hay là phán xét cũng không muộn. Câu chuyện kể rằng, ở thành Vệ Xá, có một người phụ nữ làm nghề quét rác. Vì đặc thù công việc, cho nên người của bà thường rất dơ bẩn, mùi hôi hám. Có nhiều người thấy bà bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, không có muốn lại gần. Điều này khiến cho bà luôn buồn cho số phận của mình. Tuy nhiên chỉ có Phật Đức Phật Thích Ca là không tỏ ra phân biệt đối xử với bà. Ngài còn khuyến khích bà đến nghe thuyết pháp, truyền dạy cho bà về đạo lý để vượt qua khổ ải trần gian. Có nhiều người thấy thế bàn tán về cách hành xử của Đức Phật. Thậm chí có người còn đến hỏi Đức Phật tại sao lại nói chuyện với những người phụ nữ bẩn thỉu thế kia. Trong khi lúc nào người cũng nói những lời thanh bạch, dạy mọi người giữ cho mình thanh tịnh. Đức Phật nghe xong giải thích: đấy là người phụ nữ quét dọn giúp cho thành phố Xá Vệ luôn được sạch sẽ. Có thể nói bà đấy là một người cống hiến rất lớn cho xã hội. Hơn thế, bà ấy còn một người khiêm tốn, ham học hỏi. Tại sao mọi người lại xa ánh bà ấy? Đức Phật vừa nói xong, người phụ nữ ấy cũng tiến từ ngoài cửa vào với một diện mạo hoàn toàn khác. Quần áo thì tinh tươm, sạch sẽ, không có giống thường ngày. Trông bà giản dị, thiện lương. Lúc này Đức Phật mới nói tiếp: người mà tự nhận mình sạch sẽ nhưng mà tâm lại kiêu ngạo, suy nghĩ dơ bẩn, xấu xa. Hãy nhớ, bẩn thiếu bên ngoài dễ tẩy rửa được, nhưng mà nếu tâm dơ bẩn, khó mà thay đổi được. Mọi người nghe xong đều liền thấy vô cùng xấu hổ. Từ đó về sau, không có dám cười nhạo thân phận của người khác nữa. Câu chuyện trên là một lời cảnh tỉnh cho con người rằng cuộc sống không có một ai thập toàn thập mỹ, cũng như là một chiếc áo không làm nên thầy tu. Tâm địa, phẩm chất của con người chắc chắn không thể đoán được qua hình dáng bên ngoài, qua lời nói hay qua cử chỉ. Có những người nói năng thì ngọt ngào, cư xử nhẹ nhàng đấy trước mặt người khác, nhưng mà sâu thẳm bên trong lại là một người dối trá, thâm hiểm. Thế cho nên đừng có nhìn nhận con người qua vẻ bên ngoài, mà phải cảm nhận tinh tế bằng cả trái tim. Nhìn sâu vào bản chất mới giúp được cho bản thân tránh khỏi những hành động đáng tiếc và hối hận.